Ngày xưa, nơi nông trại yên bình của một gia đình nọ bị phá hỏng bởi sự xuất hiện của những người họ hàng kỳ quái. Chúng ta đang ở đâu? Trên vùng đất của Phân. Phân trải dài hết tầm mắt. Bỏ tôi ra! Biến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Đó là lúc họ cần đến. Ta là bảo mẫu Mặc Phi, một người bảo vệ sự bình yên của nông trại. Bà bảo mẫu Mặc Phi, con cần bà. Là người mang đến những chuyến phiêu lưu. Để đó cho tôi. Và mở ra những điều kỳ diệu. Đón xem Bảo Mẫu Phù Thủy phát sóng lúc 20 giờ ngày 12 tháng 9 trên kênh HTV3 Dreams TV.